chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Channel. Chúng ta đang anh hiện giờ chính là chiếc điện thoại Nova 3. Vậy thì mình biết là những bạn fan công nghệ, đặc biệt là những fan của Huawei hay là những fan của Nova đang rất trông chờ em này. Cho nên trong video clip này, đang anh sẽ giúp các bạn thỏa mãn bằng cách sẽ trên tay nhanh chiếc điện thoại Nova 3 này nhé. Ok, đầu tiên là về thiết kế của Nova 3. Thì khi mà cầm nó trên tay, cảm nhận đầu tiên mình cảm giác rất quen thuộc so với những cái chiếc điện thoại mà mình đã từng cầm trên tay trước đây, ví dụ như là Nova 3e hay là Honor 10. Bởi vì thiết kế của nó thật sự là rất là giống. Các bạn có thể để ý ở cái phần mặt sau, chúng ta sẽ vẫn có một cái gọi là cảm biến vân tay. Chúng ta có camera kép đặt dọc, đèn flash và kèm theo cái cụm là chữ AI camera, khẩu độ f1.8, và bên phía bên phải này sẽ là cái logo của Huawei. Về phần mặt trước thì máy vẫn sẽ mang một cái gọi là thiết kế, ngôn ngữ thiết kế của thời đại rất là đẹp, đó chính là cái thiết kế tai thỏ. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái thiết kế tai thỏ này nó rất là nhỏ, nó không có bị bành trướng hay là quá bị phô, mà cái thiết kế tai thỏ này rất tinh tế, rất là đẹp. Kèm theo nó sẽ là cụm camera selfie này và cái loa thoại đặt rất là đẹp và nhỏ gọn luôn. Phía dưới thì chúng ta cũng không còn cái chữ Huawei ở dưới nữa, cho nên là tạo cảm giác như là cái màn hình phía trước nó to hơn, rộng hơn và thoải mái hơn rất nhiều cho người sử dụng. Ok, đang nói về phần màn hình thì mình sẽ nói luôn là cái màn hình của chiếc Nova 3 này mình cảm thấy rất là thích. Nó có kích cỡ là 6.3 inch kèm theo cái tỷ lệ là 1:9 là người thường. Cho nên là tuy cái kích cỡ màn hình nó rộng như thế, nhưng mà vì cái tỷ lệ cho nên làm cái màn hình chúng ta nhìn có rất là cân đối và đối xứng, chứ không bị gọi là phình to ra hai bên hay là mất cân đối ở bất cứ cái phía nào cả. Máy sử dụng màn hình LTPS LCD Full HD Plus cho độ hiển thị tốt trong và sâu. Nói về độ sáng lẫn độ mịn thì màn hình của Nova 3 khá là tốt. Khi mình xem YouTube, video để ở mức phân giải cao nhất, độ sáng vừa chưa đến 50%, nhưng mà khi đem ra ngoài trời sáng thì vẫn không bị chóa, hiển thị rõ và đủ các màu, ít bị bóng loáng và vẫn có thể xem được đủ chi tiết. Ngoài ra thì màn hình của máy nhìn sặc sỡ nhưng không có hiện tượng các gam màu bị đẩy lên quá cao khiến cho mắt bị gây khó chịu. Góc nhìn của máy rộng, độ sâu của màu sắc trên màn hình của chiếc máy smartphone này rất là tốt. Tiếp theo nữa là máy đang sử dụng hệ điều hành Android 8.1 Oreo, cho nên điều này cho phép máy hiển thị các icon giao diện rất là trực quan, sinh động và rất là logic, dễ dàng sử dụng. Ok, tiếp theo là sẽ đến phần camera mà mình nghĩ bất cứ ai là fan của nhiếp ảnh, fan của chụp hình hay là những bạn gái thích chụp hình selfie thì sẽ không thể bỏ qua cái mục này trong phần đánh giá điện thoại, đúng không nào? Và với chiếc Huawei Nova 3 này của chúng ta sẽ được trang bị hẳn 4 camera trước và sau, tức là 2 camera trước và 2 camera sau, có độ phân giải lần lượt là như sau. Camera sau của máy thì sẽ có độ phân giải là 24 và 16 megapixel, và camera selfie thì sẽ là 24 và 2 megapixel. Và nói đây là một cái mức thông số của camera rất là cao, đúng không nào? Ngoài việc ấn tượng về thông số camera thì camera của Nova 3 còn được trang bị AI trí tuệ nhân tạo rất tốt. Nhiều chế độ lẫn tính năng là điều mình phải rất muốn chia sẻ cho các bạn khi mở phần mềm chụp ảnh của Nova 3e lên. Trong đó nổi bật nhất là cái tính năng kích hoạt AI về những chế độ như là thay đổi mở cửa khẩu độ, chụp chân dung xóa phông hay là chụp ảnh động đã có trên thế hệ Nova 3e trước đó. Theo mình nghĩ thì AI trên Nova 3 nhận diện khung cảnh và chủ thể nhanh khi kích hoạt AI, nên là đưa vào vùng chủ thể cảnh vật mà ta chụp, máy gần như là nhận ra ngay và nhận diện cho đến thời điểm này là rất là chính xác. Ngoài AI thì khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông của Nova 3 cũng có thêm rất là nhiều điểm thú vị. Thứ nhất là mình cảm thấy nó xóa phông rất là đẹp và nghệ thuật. Tiếp theo là một hiệu ứng cho phép các bạn chụp hình và chèn một số sticker thông dụng khá là phổ biến rồi, mình sẽ không nói nữa. Tiếp nữa sẽ là hiệu ứng cử chỉ, bạn có thể sử dụng các cử chỉ bàn tay để điều khiển các hiệu ứng sống động thay đổi khi quay video clip, rất là thú vị. Trong một khâu kính AR đầu tiên, chúng ta sẽ có 3D Quimoji khá đa dạng với các hình họa 3D, các nhân vật như là thạch sùng đổi màu, cá bong bóng gai, chó husky, mèo thỏ, robot v.v. Tiếp theo sẽ là về phần hiệu năng. Con chip mà máy sử dụng là Hisilicon Kirin 970 8 nhân, tương đương với Honor 10 nổi danh thời gian qua. Máy sở hữu là RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Ưu điểm của máy là phần phản hồi rất nhanh các thao tác của người dùng, hầu như không có độ trễ, đa nhiệm cũng rất là tốt. Chơi game đồ họa mịn mượt, không có hiện tượng drop khung hình hay là răng cưa. Đa nhiệm thì khi mà song song thao tác trên hai màn hình chia đôi cũng mình cảm thấy rất là hài lòng.
Và cuối cùng sẽ là phần dung lượng pin. Viên pin dung lượng 3750mAh mang lại cho bạn thời gian sử dụng khá thoải mái trong vòng 1 ngày. Ok, vừa rồi là một vài cái quan điểm cũng như là nhận xét nhanh của Đan Anh trong bài trên tay nhanh chiếc điện thoại Huawei Nova 3. Vậy thì bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Đừng quên để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube V Channel đó. Bye bye!